Hey stupid love, cho đôi ta trên bao mắt nhau. Trên trời có ngàn vì sao và lung linh hơn vì đôi mắt em. Baby, you still so lovely. Yeah, keep you candy. Như đôi môi em, be steady cherry. Yeah, yeah, và ta vi vu nơi trời mây. Gì nhờ? Gì nhờ? Gì nhờ? Đang ở đâu ấy nhờ? Đang ở đâu ấy? Gớt mới làm vú, nói gì đi em? Vú tự nhiên mà. Hả? Tự nhiên mà. Vú tự nhiên mà. Tự nhiên á? Vú sao? Vú tự nhiên đi. Ờ, vú tự nhiên đi. Xinh quá nhỉ? Đứng dậy xem outfit ngày hôm nay nào. Hôi. Hôi gì? Ý là bị hôi, quay. Đây mọi người ạ, hiện tại thì mình đang có mặt ở tân bay, à sân bay. Đấy, thì mình là chuẩn bị có một bay vào Sài Gòn City để gặp đấy, nhìn có lách đi cũng được. Trời ơi, ông ơi, gì ấy? À, không, mình vào Sài Gòn mọi người ạ. Sài Gòn có cái gì nhỉ? Đón à. Nó thật ra là vào đấy để mình gọi là mình kiếm tiền, mình gọi là nam tiến mọi người ạ. Quyết định là tại vì thấy là ở Hà Nội là nghèo quá, không bao nhiêu năm trời mình làm YouTube này, TikTok ở Hà Nội mấy năm rồi, 3 năm rồi, từ cuối năm 11 đầu năm 12 mình làm, bắt đầu từ lúc đấy nhá cho đến thời điểm bây giờ là 3 năm rồi, vất vả bon chen à. Thế nào mình có thể làm tuyến để cho gọi là... Đáp bay em ơi, đáp bay! 12 giờ 5 phút rồi. Rồi, hôm nay... Ai đấy? Hả? Hôm nay em không ai nhá. Tầm mấy giờ anh? 12 giờ 30 em ơi! 12 giờ 30 em? 00 giờ 30! Bay chuyến là... Ra đây, anh em mình! Bay chuyến 9 giờ 50! Thì hạ cánh là khoảng tầm hơn 12 giờ một tí, mọi người ạ! Sau đó thì... À nhưng mà bay sập sàng rồi đấy. Thì có nghĩa là mình vào Sài Gòn để năm tiếng và từ giờ mình sẽ ở Sài Gòn với mình nhá. Ok không? Chúc bạn may mắn. Ok. Quay mọi người outfit của bà Thắng ngày hôm nay sẽ như thế nào? Đấy, dậy đây nào, một quả đùi gà tây, à một gà ta. Đây chị quay góc nghiêng này để xem có thể ở vú không nữa. Để tóc lên. Ok. Mọi người đi nửa đường thì nó cũng bỏ mẹ áo ngực ra thì con nào như con này. Áo ngực để đâu em? Hả? Đây. Ô. Oh! Mấy anh có nhìn thấy gì không ấy? YouTube. Ok nhá. Em còn lăn nách thôi nhá. Em còn lăn nách thôi lăn cho. Đâu cái lọ này đâu em? Phải lăn. Nhìn cái lọ đấy, nhìn nguy hiểm đấy. Chọn lăn nách, lăn nách mà. Lăn nách mà. Chưa hay. Cẩn thận là Hà lây hôn nách cho anh đấy. Không biết là nó là cái gì thì là cái nách kia. Nó là cồn, cái là bịt luôn nách lại. Nách cái đấy, mình cứ chờ ông chạy cho ô tô đúng không? Hà sẽ liếm làm gì em? Liếm. Cồn đấy. À, tôi có taxi mày. Ok nhá. Ui. Xinh quá. Mét thế nhỉ? Mét căng luôn ấy. Căng như TV Sonic. Ừ. Đây đang chuẩn bị lên trên máy bay mọi người ạ. Bây giờ chuẩn là bay rồi, chuẩn bị bay rồi. Rất cắn. Bay lên cao cùng DJ Thái Hà nhé mọi người ơi. Xinh nhỉ? Pilot xuống thì sẽ ở đâu? Chúng ta sẽ chắc là sẽ ở quận 7 cùng với Trà. Wow. Tối nay hàng ngủ với ai nhỉ? Tối nay em ngủ với con vịt nào nhỉ? Hai vịt. Thế mà bảo vào đây tìm vịt gì? Vào đây tìm vịt gì? Hai quả không gì? Tìm thêm. Tìm vịt đực chứ? Tìm vịt đực chứ? Đực mà, tôi mang hai vịt đực mà. Đực đâu? Đấy á? Chị được ngủ với em á. Chị My được ngủ với em á. Có thì mình ngủ với ai? Mình ngủ với ai? Em ngủ với nói chung là hai. Chưa biết là... Hai anh Tây à? Hai anh Tây à? Hai anh Tây. Hai ba anh ấy, kẹp ba hai anh ấy. Đi ăn bún đậu hạc khay. Khay nope. Ok mọi người nha. Ăn, đi ăn bún chả Hà Nội ở Sài Gòn. Ok. Lặp lại. Gì cơ?
Chào các em. À, YouTube kìa mọi người. Mọi người ơi, livestream đấy. Livestream đấy. Từ đây mọi người đã đặt chân tới Sài Gòn City, hiện tại đang là 0 giờ 28 phút. Và mình sẽ đi đâu? Hả? Đi đâu? Trai, tí nữa bọn mình đi đâu? Trai. Em ơi, mình đi đâu rồi? Mình đi ăn cất. Đang chờ lấy hành lý mọi người ơi. Xinh. Tắc cống rồi. Đúng. Bây giờ mới xếp lên. Đúng vậy trưởng luôn. Chắc là hành lý bọn mình sẽ được lấy cuối, tại vì là bọn mình đi cuối mà, đi muộn nhất mà. Nhưng mà biết đâu lại được lên đầu thì sao? Nhân phẩm. Do nhân phẩm đó. Hôm nọ mình cũng thế. Biết đâu sao con lên đầu sao, tại vì là không có đâu, lần trước mình cũng thế. Chất lên một cái xe. Rồi em có nhớ lại hành lý của em lúc nào cũng lấy cuối cùng không? Bởi vì lúc nào em cũng đi muộn đấy. Đây còn đây là con hàng chiến đấu mới. Đây gọi là bạch mi. Đấy, chạy rồi. Là khởi hành mọi người ơi, khởi hành. Quay mặt tôi một cái chó. Dạ, quay mặt bạn. Người ta quay em người ta. Dạ, bạn. Sợ được đi không được mày. Chị Mi cho em cái đấy đi. Không. Đây chị bọc như này nhìn có vẻ mất mỹ quan không? Đây, chị bọc mất mỹ quan không? Ơ, túi của Hà đâu? Hả? Đây, chị Mi bọc nhầm cho em này. Dạ. Sách này có vẻ xấu. Mày cái sách này thử gì? Bé ra đi. Chị ơi, nó chặt lắm. Chị ơi. Bây giờ anh sẽ cho mình đi ra ngoài. Đi ra ngoài kia có người ta khắc xé cho. Ta cùng đi, đi khắp chốn xa xôi. Đâu ở kia làm quái đang chờ Hà không? Hà ơi, mình đứng sau. Ồ. Ai kia mọi người? Thấy có. Ai cụ cài cúc áo vào. Từ cài vào cái áo giáo đằng sau. Từ chị kéo áo lên. Kéo áo xuống, kéo áo đằng sau xuống. Kéo bên dưới xuống đúng không? Ai đây hả? Bốt. Ai đây? Quen không? Sao lại mượn bốt? Camera con này. Anh giải. Mọi người ơi, nhiều camera quá trời ơi. Ai đây hả? Đội này không biết ai. Đến đón. Đến đón à? Ừ. Phải đến đón các bạn. Không, đến đón rồi. À, bắt tay nhé, bắt tay nhau cái. Thôi chơi tránh đường người ta. Em yêu à? Xinh quá nhỉ? Ngân Hà nổi bật giữa đám đông ấy. Nhưng khi một mình thì lại không. Hôm nay mà Hà mặc bộ trắng thì thôi. Hãy làm phiền nha. Quay về đây nào, quay về đây nào. YouTube ở đây cơ mà. YouTube ở đây cơ mà. Quên đấy. Về đâu nhỉ? Mình hồi hộp có mọi người ạ, mình không nghĩ rằng là tự nhiên mình lại có cảm giác vui như thế. Hồi hộp là như nào? Em không biết. Hộp cái bịch à? Đúng rồi. Tim nó đập bịch. Chà ơi, tóc trắng là ai kia? Có bao? Có bao? Con tay bẩn đấy. Đi đón nhau, người yêu đi đón nhau mọi người. Chả ai đón Hà? Chả ai đón Hà? Chả ai đi cùng Hà? Chẳng ai đi cùng mình. Mày bạn tặng tôi gì đấy? Bạn tặng tôi gì đấy? Ơi, vali hả? Vali em á? Vali ở trường? Không ai sách cho à? Bạn ơi!
Vali bỏ giữa kia kìa. Để đấy. Em nhầm vali rồi, em nhầm vali rồi. Em giờ đi. Hả? Em quay đi. Chị giấm này. Ơ chị gì? YouTuber ở đây cơ mà. Mọi người ơi, bây giờ tao đi để mình quay dọc để mình chơi view, mình chơi TikTok tí. Mọi người nhá. Ok. Làm stop. Làm set à? Giờ thế nào nhỉ? Đi đâu? Đi đâu thì tí nữa mới biết được. Đang quay. Em bảo là đói quá. Ơi, đã cảm nhận được sự đói chưa? Bình thường à? Đói lắm, để em đưa chị nhé. Thở ra, đói lắm. Ăn gì nhỉ? Ăn gì hả? Cho anh đâu mà gì đi đây? Chả không ấy. Nha, em bảo nha. Mai, sáng anh đang đi theo xe, chắc chắn nổ. Ừ được. Hôm nay, chưa được đăng. Anh vừa đăng xong. Không được. Anh xóa. Thôi bờ lại lại đi. Lên mày cầm lên. Nhân vật chính chưa đăng. Nhân vật phụ trong vai nhân vật chính đã đăng rồi. Đâu anh đăng một trà thôi. Anh đăng một trà thôi. Không hôn hết chị ạ? Tự nhiên em lè lưỡi ra, chị tưởng chụp ảnh, chị bấm mẹ vào thuận dừng lại. Zoom nhá. Bức cảnh này đẹp lắm hả, nhìn mặt xinh quá. Khiếp, mình cứ khen nó này, nó bị ngộ ấy mọi người. Cứ hạn chế khen lại. Thẳng lưng lên tí. Tôi cấp số quá, thôi kệ. Ok. Gặp đồng nghiệp ở xã Bắc Giang. Ô, em kêu YouTube à? YouTube bé bờ. Ê, quay ngang nào YouTube. Quay ngang. Mọi người để ai ở trong live video này, mọi người đứng sang bên này xem YouTube nha. Đứng sang bên đấy xem YouTube mọi người nha. Gọi là đây là thôi chả nhìn đầu tôi đi rồi. Em chưa dùng những cái ống này đâu. Ai có cái mũ không nhở? Không sao đâu bạn. Không phân ngược lại lên đi. Phân ngược lên đi. Và một lần cuối là dừng nhá. Bắt đầu lại. Hà làm bãi nước bọt mà nó xuống luôn. Ok nhá. Ok chưa? Okay. Video quá dài đấy ạ. À? Quá dài luôn à? Ừ. Thôi thì chia ra mấy video. Ở đây cả tháng cơ mà. Anh quay gì đâu? Ở đây cả tháng cơ mà mọi người. Hả? Ở đây luôn. Bảo là một tháng. Ở tầm đầu video nó còn bảo là nó ở đây luôn đấy kìa. Đây đôi này. Tôi đấy ạ. À. Anh edit nhớ sửa là bắt gặp Ngân Bùi Thu Trà và Siang Húy tại sân bay nhé. giật tít.
Úi giời, hôn nhau kìa, úi giời. Cận cảnh hôn nhau nhá. Hà ơi, chị vừa quay một đoạn. Hà ơi, chị vừa quay được một cảnh cận cảnh hôn nhau của Siyang và Bùi Thu Trang.